Tiếp tục chuỗi mỗi ngày một bài học tiếng Anh. Hôm nay là Chủ nhật. Bắt đầu với 25 kinh At the nghiệm. end of the road. At the end of the road. At the end of the road. Which house is closer to the farm? Which house is closer to the farm? Farm. Can you see the farm at the end of the road? Red. Red. Road. Road. Fountain. 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 Fount. Fount. Fountain. Fountain. There's how is the river, but it's closer to the farm. Ngôi nhà của họ thì tired là mệt mỏi, busy là bận rộn, near là gần. Ngôi nhà của họ thì gần con sông, nhưng mà nó gần nông trại hơn. Showed. 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 Yes, chấm chấm chấm. Fly in the village at the end of that road. I am going to visit. Visit them. Them. À, them. Them là ở sau. They. Them. Chủ từ đứng đầu câu là phải là nên là dùng they. Còn cái đó là sao? Động từ là một cái túc từ. Object. Chủ từ subject. Đây là kiến thức cơ bản. Ben, that house is the closest to us. You can use the bathroom there. The man is friendly, but his dog is always angry. Ben, that house is the closest to us. Yes, to us. You can use the bathroom there. The man is friendly. But his dog is always angry. Cái ngôi nhà đó thì gần nhà của chúng tôi nhất. Bạn có thể sử dụng phòng tắm ở đó. Người đàn ông đó thì rất là thân thiện, friendly. Nhưng mà con chó của anh ấy là luôn luôn rất là hung dữ. Angry. Câu chuyện gì đang xảy ra? Ben bị mất ví. Sai ha. Ben đang cần đi vệ sinh. Sai. Ơ nhầm. Ben đang cần đi vệ sinh là có vẻ đúng. Ben đang cãi nhau với ai đó. Cãi nhau là sai. Ben đang cần đi vệ sinh. Oh, chấm chấm. À, cần một chủ từ. I. Me. I want to see your farm. Can you show me your farm, please? Oh, tôi muốn nhìn thấy trang trại của bạn. Bạn có thể cho tôi thấy trang trại của bạn không? Thì thật ra là trang trại là mình thấy ở nước ngoài trang trại rất là khủng. Trang trại mà người ta chuyên sử dụng bằng máy móc, thu hoạch cũng bằng máy. Tưới thuốc, phun thuốc cũng bằng máy. Cắt tỉa cũng bằng máy. Thậm chí là bằng máy bay ha. Chứ drone là cũng xưa rồi. Cắt tỉa là sử dụng cái máy hai lưỡi dao hai bên. Chạy qua một phát là